Khi nào thì mạng xã hội Vitae được mở lại cho người dùng? Dựa trên thông tin hiện tại, tôi không biết chính xác khi nào mạng xã hội Vitae sẽ được mở lại cho người dùng. Tuy nhiên, theo thông tin trên trang chủ của Vitae, https://vitae.co, mạng xã hội này đang trong quá trình phát triển và cải tiến để đảm bảo sự an toàn và phân quyền cho người dùng. Vì vậy, có thể mạng xã hội Vitae sẽ mở lại trong tương lai, nhưng chưa có thông tin cụ thể về thời gian mở lại và các tính năng mới của nó. Người dùng có thể thường xuyên theo dõi thông tin trên trang chủ hoặc các kênh thông tin chính thức khác của Vitae để cập nhật những thông tin mới nhất.